Toàn Audio Nam Định xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong đoạn clip này thì chúng ta lại đang được cùng tham khảo một tuyệt phẩm loa nổi tiếng của hãng Yamaha đến từ Nhật Bản. Với cặp loa Yamaha model NS690 3 la mã, đây là model lớn hết tầm của đầu 690 sau model trơn, model 690 2 la mã. Lên tới 3 la mã là hết tầm và đồng nghĩa với cấu hình chúng ta có thể thấy được rằng cũng là model có chất âm hay nhất nổi tiếng trong đầu phân khúc này. Với cấu hình được trang bị thùng gỗ nặng tuyệt đẹp và sang trọng, và đây là một trong những cặp loa sở hữu với giải trầm xuống rất sâu và rất mềm mại, kết hợp với giải trung âm và giải check thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Mời anh em cùng tham khảo chi tiết trước máy quay trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Chúng ta sẽ thấy rõ nhất được cấu hình của cặp loa Yamaha NS690 3 la mã đến từ Japan. Với cấu hình trước máy quay, chúng ta đang được tham khảo và trải nghiệm cặp loa Yamaha NS690 3 la mã có xuất xứ đến từ Nhật Bản. Sở hữu nguyên phần thùng gỗ nặng sang trọng và với chiều cao của nó ở ngưỡng 65 và chiều ngang 36,5cm trên trọng lượng nặng 55kg. Với công suất sở hữu ở ngưỡng 160W và trở kháng 8 ohm, nó có độ nhạy cao 90dB. Mời anh em cùng tham khảo chi tiết với cấu hình của tuyệt phẩm này. Chiếc máy quay là model NS690 của hãng Yamaha đến từ Nhật Bản. Tất cả của nó được trang bị thùng gỗ nặng, cực kỳ là sang trọng khi kết hợp trưng bày cho những căn phòng khách. Chúng ta có thể thấy được rằng từng góc cạnh của nó còn nguyên bản và còn rất mới, không bị trầy xước cũng không bị móp méo bất kỳ một chút nào. Đây cũng là model lớn hết số trong phân khúc đầu 690 của hãng Yamaha. Với thiết kế được trang bị gồm có 3 quả loa nổi tiếng nhất hãng, một bát súp đường kính 30cm, màng huyết dụ, râu dài, rất đẹp và sở hữu gân mút cao su, toàn thân là xương đúc và nó được trang bị nam châm từ lớn tới 16cm. Đây là những model mang lại cho giải trầm thể hiện cực kỳ là sâu và mềm mại và uy lực cho những căn phòng khách tới hàng trăm mét vuông. Tiếng trầm của nó nghe rất tuyệt vời, không có cảm giác khó chịu khi mà mở lớn hoặc mở những dòng nhạc có tiết tấu nhanh và mạnh. Đây là ưu điểm đầu tiên. Phần bên trên của model này được trang bị một quả trung âm. Đây là một quả trung đôm có đường kính cắt mặt 16cm và sở hữu cái nam châm từ xít xoát bằng mặt loa. Một quả check đôm, chúng ta thấy rằng đường kính của nó 12cm và trung và check, tôi lưu ý rằng nó đều được trang bị nam châm từ gần bằng mặt loa. Hai cái volume điều chỉnh, một cho giải check, một cho giải trung âm cũng được trang bị ngay phía mặt trước. Chúng ta có thể tùy chỉnh và hỗ trợ cho các thể loại nhạc nghe. Với độ nhạy cao 90dB, trở kháng 8 ohm và nó có công suất mặc dù rằng chúng ta thấy rằng các loa của nó rất là gấu và rất là lớn, theo mạch phân tần được thiết kế ăn công suất cực kỳ là nhỏ ở ngưỡng 160W cho cặp Yamaha NS690 3 la mã. Chúng ta có thể thấy được rằng trong phân khúc tầm tiền cho một tuyệt phẩm loa, nó có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc từ nhạc vàng, nhạc bolero hay nhạc trữ tình, thậm chí cho tới các dòng nhạc tiết tấu nhanh như nhạc sàn hay nhạc remix. Và với cặp loa tuyệt đẹp như thế này, anh em thấy được rằng nó mới chỉ sở hữu phân khúc tầm tiền ở ngưỡng trên chục triệu đồng, mới chỉ tương đương bằng giá của những cặp B3, Bass 30, bãi của tàu khựa, nhưng mà chúng ta có thể sở hữu được những cặp loa hàng nòi đến từ Japan. Đây là phần thông số phía sau, tem cờ của nó vẫn còn đầy đủ và phảng phất một chút bụi bãi, tôi chưa vệ sinh hết. Chúng ta thấy rằng đây là một trong những cặp loa còn rất đẹp. Yamaha NS690 3 la mã có xuất xứ đến từ Nippon Gaki CONTD Made in Japan. Anh em thấy rõ không ạ? Trọng lượng 55kg cho cặp loa, sở hữu thùng gỗ nặng và chơi được đa dạng các phong cách nhạc. Tất cả từng góc cạnh của nó còn nguyên zin và còn đẹp xuất sắc. Anh em có thể quan sát từng chút nhỏ nhất, nó đẹp tới từng con ốc trên model NS690. Đàn anh của NS690 trơn 690 2 la mã lên tới 3 la mã là hết tầm và hết số, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ thấy được chất âm của nó thể hiện tuyệt vời hơn rất nhiều.
với phong cách chơi được đa dạng các dòng nhạc, và đồng thời chúng ta còn thấy được rằng đây là một trong những model sở hữu cấu hình rất đẹp và sang trọng, và với phân khúc tầm giá bèo bọt, anh em sẽ thấy được nó có xứng đáng đầu tư hay không ở ngưỡng trên chục triệu đồng cho cặp Yamaha NS690. Anh em và quý vị quan tâm đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ kênh để đáp lại lòng mong mỏi của toàn thể anh em. Tôi sẽ cập nhật liên tục còn rất nhiều những tuyệt phẩm loa nữa mà tôi sẽ cập nhật trên kênh trong những đoạn clip tiếp theo. Toàn bộ những cặp loa được tuyển chọn không thể đẹp hơn và không thể mới hơn trên kênh của Toàn Audio Nam Định, 0966866552. Và tôi lưu ý một điều rằng tất cả những sản phẩm trên kênh của mình, với những anh em đã có nhu cầu thực sự mua sắm, quan sát, nghe và nhìn kỹ, và chúng ta nên đầu tư ở 1.000 đồng, không mua nổi một gói bim bim, có thể can theo số điện thoại để được hưởng những mức giá thành tốt nhất trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Và theo phong cách bán hàng của mình thì rất nhiều những anh em thắc mắc, thay vì cho câu hỏi thừa thãi, ví dụ như là giá bao nhiêu tiền hay là có thể can được số điện thoại, thì anh em trả lời hoặc bình luận phần bên dưới, thì rất là nhiều những anh em lại có những cái câu mà rất là khó nghe. Thậm chí mình nói xin lỗi rằng có những ông còn hỏi bậy bạ và ninh tinh, không hỏi rõ ràng chủ đề đúng mục đích, và lại bình luận những cái câu rất là buồn cười, mà mình cũng trả lời lại được những cái câu rất là thú vị trên kênh. Ở đây là những điều mà chúng ta nên tránh. Theo quan điểm của tôi thì nếu như chúng ta đầu tư, ở đây thì tôi đã giới thiệu rất kỹ phần thông số, anh em quan sát và cảm thấy ưng ý về mẫu mã, về chất âm, về phần thông số, phân khúc tầm tiền, thì chúng ta cũng lưu ý rằng ở ngưỡng trên chục triệu đồng thôi mới chỉ tương đương bằng cặp full 30 của tàu khựa thôi. Đó, anh em muốn giá tốt nhất thì có thể can trực tiếp trên kênh. Tôi không, nhiều khi tôi rất là bận, tôi không trả lời được IB rồi bình luận rồi rất là nhiều những vấn đề đi kèm theo. Bởi vậy nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý. 1.000 đồng thì có lẽ rằng khi anh em đã chơi đến những cặp loa hàng chục triệu đồng thì ai cũng có. Còn những thành phần mà có lẽ rằng tiếc 1.000 đồng thì không mua, không chơi và không xem cái gì cả. Đây là quan điểm của tôi. Bởi vì có hỏi đến 1.000 lần thì trả lời đến mỏi cả tay, chẳng bao giờ mà mua bán được cái gì cả. Đây là những điều mà tôi chia sẻ với anh em trong đoạn clip này. Rất cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của anh em. Bây giờ mời anh em chúng ta lại cùng thưởng thức tiếp chất âm rất là tuyệt vời của model Yamaha NS690 3 mã đến từ Nhật Bản.
vậy, về sơ bộ chúng ta đã thấy rõ được chất âm của cặp LS690 3 nam mã, model lớn hết số của đầu 690 sau model 690 trơn cho tới 690 2 nam mã. Sở hữu vẻ đẹp của thùng gỗ nạng màu nâu vàng kết hợp với các tuyến loa được trình bày rất là sang trọng trên model loa này. Trong phân khúc tầm giá chỉ ở ngưỡng hơn chục triệu đồng, anh em có thể sở hữu ngay một tuyệt phẩm loa. Như chúng ta đã thấy rõ trước máy quay, với chất âm của nó rất là tuyệt vời. Đặc trưng của giải trầm xuống rất sâu và mềm mại, trung âm và check thể hiện cực kỳ là tơi nhuyễn về các thể loại nhạc phổ thông, từ nhạc vàng cho tới những thể loại nhạc tiết tấu nhanh và mạnh. Và anh em quan tâm có thể đăng ký kênh theo dõi, và những anh em nào có nhu cầu về bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại phần tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can theo số điện thoại trên kênh của mình để được hưởng những mức giá ưu đãi nhất trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh. Và từng hai ta chung lối mộng, em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thấm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu xanh ngỡ ngàng.